Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ý nghĩa chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản được tổ chức tại vùng biên tỉnh Kiên Giang, giúp đồng bào nơi đây đón Tết Giáp Thìn ấm cúng, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều doanh nghiệp chuyển hướng thị trường xuất khẩu do cước vận tải tăng từ căng thẳng Biển Đỏ, giúp duy trì việc xuất khẩu, tránh gián đoạn dòng chảy hàng hóa. Ấn tượng 800 bà con kiều bào cùng nhiều bạn bè quốc tế tại Fukuoka, Nhật Bản thành công xác lập kỷ lục nhiều người mặc áo dài xếp hình bản đồ Việt Nam tại nước ngoài. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tối ngày 20 tháng 1 tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Chương trình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức để hỗ trợ đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới đón Tết Giáp Thìn đầm ấm, vui tươi và đầy đủ hơn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị để chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, nhất là ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, thì quân đội nói chung và lực lượng biên phòng nói riêng có vai trò quan trọng. Trong những năm qua, ở nơi miền biên viễn nhiều gian khổ, các chiến sĩ biên phòng đã vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, vừa xung kích tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Cho rằng chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản được tổ chức vào mỗi dịp Tết đến xuân về chính là minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân, sự gắn bó máu thịt giữa quân đội nhân dân với đồng bào các dân tộc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn chương trình này và các chương trình nhân văn ý nghĩa khác cùng các hoạt động an sinh xã hội sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa, qua đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị của nền văn hóa Việt Nam, nhân ái nghĩa tình với niềm tin, ý chí, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Các doanh nghiệp đang rất nỗ lực để có thể đảm bảo chế độ cho người lao động dịp Tết này. Mức thưởng Tết trung bình cho người lao động của các doanh nghiệp là khoảng 1 tháng lương. Để có thể thu xếp được khoản phúc lợi này, các doanh nghiệp đã cắt giảm những chi phí không cần thiết, trích lập quỹ thưởng Tết từ đầu năm. Điều này khiến người lao động cũng rất phấn khởi. Hơn 20 năm đi làm tại doanh nghiệp này, cứ đến Tết là chị Quyền lại háo hức chờ đợi khoản lương thưởng. Với chị, khoản tiền Tết này sẽ giúp chị rộng hầu bao, lo cho gia đình nội ngoại, cũng là thành quả cho một năm nỗ lực không nghỉ ngày nào. Một tháng thu nhập của tôi khoảng tầm 12 triệu. Và thưởng Tết của tôi cũng sẽ tăng lên theo từng tháng và sẽ thu nhập cuối năm nó sẽ cao hơn, khoảng độ 23%. Trung bình mỗi nhân viên tại đây sẽ được thưởng 13% tổng thu nhập của một năm, tức là dao động từ khoảng 10 đến 20 triệu đồng tùy năng suất lao động. Trong bối cảnh các đơn hàng còn nhiều biến động so với năm 2022 mà thưởng Tết không giảm, công nhân tại đây cũng chia sẻ với nỗ lực của doanh nghiệp. Cũng mừng vì trên rất nhiều công ty là thưởng thấp đi. Thì mình nghe các bạn mình quen biết thì ít việc hơn và lương thấp hơn thì thưởng thấp hơn, nhưng của mình thì vẫn duy trì như thế được thì mình thấy là mừng rồi. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, theo khảo sát của Hiệp hội, tình hình thưởng Tết năm nay cũng có sự phân hóa ở các nhóm ngành, mức thực nhận của công nhân viên cũng khác nhau. Có một số các doanh nghiệp hiện nay thì căn cứ vào cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có cái sự tăng trưởng theo con số là trên 10%, thì thưởng thêm cho các cái bộ phận bán hàng, bộ phận marketing, bộ phận hành chính và kế toán, và đặc biệt là những người lao động mà làm việc chân tay, có sử dụng nhiều cái trình độ hoặc công nghệ, thì được thưởng khoảng từ 5 cho đến 10% trên tổng cái số lương mà thực nhận. Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động Hà Nội, mức lương bình quân của người lao động trong năm 2023 bằng năm 2022. Tuy nhiên, mức thưởng Tết trung bình của người lao động ở các loại hình doanh nghiệp đều giảm từ 1,41% cho đến 2,44% so với Tết Quý Mão 2023. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thưởng Tết năm nay được giữ ở mức tương đương năm trước, trung bình 12,3 triệu đồng một người, báo cáo của ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Riêng với ngành dệt may, da giày, công nhân được thưởng từ 1 đến 2 tháng lương cơ bản, tức là khoảng 6 đến 12 triệu đồng. Cũng theo báo cáo này, có hơn 46% doanh nghiệp ngoài tiền thưởng Tết còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã huy động được trên 135 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chuyển sang những thông tin khác, liên tục thời gian gần đây, nhiều tàu thuyền khai thác ven bờ của tỉnh Phú Yên trúng ruốc với sản lượng lớn. Vì thế, ngư dân rất phấn khởi.
So với mọi năm, năm nay ruốc xuất hiện sớm nên ngư dân tranh thủ khai thác nhằm kiếm thêm thu nhập vào thời điểm cuối năm, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là chuyến thứ hai trong ngày những tàu kéo ruốc này cập bến. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay ruốc xuất hiện sớm ngay từ những ngày đầu năm mới 2024 với sản lượng lớn. Trong vòng gần 2 tuần vừa qua, trung bình mỗi tàu thu được từ 1 đến 1,5 tấn ruốc mỗi ngày. Ruốc này là sao cho mỗi năm là nó cũng được ghép mà nó cũng có ruốc. Bè con mừng là để cũng như cuối năm có cái tiền rồi mình xây sửa vậy, cuối năm để ăn Tết rồi cho nó vui vẻ vậy. Nói chung là thời điểm cuối năm thì bà con cũng nhờ đi ruốc, cũng thu nhập, cũng kiếm tiền mua sắm Tết. Nói chung là kỳ vọng trong cái năm mới rồi làm ăn rồi cho nó khám khé rồi. Trúng mùa ruốc nên các thương lái tập trung về cảng thu mua để tiến hành mối ruốc làm mắm và chế biến phục vụ xuất khẩu. Giá ruốc tươi thu mua tại cảng giao động từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một ký. Trừ toàn bộ chi phí, tàu khai thác ruốc thu nhập từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng một ngày. Những con ruốc tươi được bán tại cảng thì giá chỉ vài ngàn đồng một ký. Nhưng nếu được đem phơi khô và sơ chế để chế biến xuất khẩu thì giá trị có thể tăng lên gấp nhiều lần. Chính vì vậy mà tranh thủ thời điểm này, ngư dân vươn khơi liên tục để có được sản lượng lớn và có được nguồn nguyên liệu để đưa vào phục vụ chế biến xuất khẩu. Vào mùa ruốc thì tăng cường lực lượng nhân sự để ứng trực mà 100% tại cầu cảng để điều động sắp xếp tàu thuyền, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vào bốc cho thủy sản lên cảng. Năm 2023, nghề đi biển gặp nhiều khó khăn do sản lượng giảm, chi phí xuất bến tăng, không ít tàu cá phải neo bờ thời gian dài. Vì thế, đầu năm 2024, trúng mùa ruốc sớm đã mang lại hy vọng cho bà con ngư dân vào một năm mới vươn khơi thắng lợi. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản của nước ta sẽ phục hồi dần trong năm 2024 này và khả quan hơn vào nửa cuối năm. Doanh số toàn ngành có thể đạt mức 9,5 đến 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó ngành tôm hướng tới mục tiêu 4 tỷ đô la Mỹ. VASEP dự báo tình hình xuất khẩu tôm năm nay sẽ có nhiều khả quan. Nguồn cung tôm toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt tôm từ Ecuador. Tuy nhiên, sản xuất tôm của Ecuador cũng có sự giảm nhẹ trong năm 2024. Xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ phục hồi và tăng nhẹ từ 10 đến 15% vào năm nay. Nhu cầu được dự báo hồi phục trở lại kể từ 6 tháng cuối năm khi áp lực lạm phát hạ nhiệt, lượng hàng tồn kho tại các nhà nhập khẩu giảm. Đây là cơ hội cho giá tôm tăng trở lại. Ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong suốt 2 thập kỷ qua. Hiện nay, nâng chất lượng, nâng giá bán sản phẩm là điều mà các doanh nghiệp đang theo đuổi. Tất cả nhằm khai thác tốt cơ hội và lợi thế từ ngành hàng tỷ đô trong năm nay. Năm 2023, với việc duy trì tốt các thị trường xuất khẩu truyền thống như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu mang về 970 triệu đô la từ xuất khẩu thủy sản, trong đó chủ yếu là con tôm. Ngoài ra, nhu cầu đặt hàng của các nước đã tăng trở lại, nhất là trong các dịp lễ hội cuối năm. Điều này giúp lĩnh vực xuất khẩu thủy sản của tỉnh bứt phá vào những tháng cuối năm và đạt mục tiêu đề ra. Mình tập trung vào thị trường khó tính nhất là Hàn Quốc, là một trong xuất khẩu tôm nguyên con có không với dịch bệnh, mà trong đó có hai loại dịch bệnh là đầu vàng đốm trắng, là dễ kiểm soát và xuất khẩu thành công hơn 4 container qua Hàn Quốc. Dù vậy, không ít thách thức của ngành hàng trong năm 2024 đã được đưa ra, như rào cản thương mại, cạnh tranh tiêu thụ hàng hóa, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Giải pháp là tiếp tục tìm kiếm các đối tác tiềm năng, mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Đẩy mạnh về công nghệ phát triển từ nuôi, từ tôm bố mẹ, tôm giống nuôi và chế biến xuất khẩu để xuất khẩu qua tiếp tục cái thị trường Úc là một trong cái định hướng ngay từ đầu. Và thứ hai là phải góp phần là đưa con tôm hoàn hảo nói không suốt vòng đời kháng sinh để cho tới bàn ăn của người tiêu dùng quốc tế. Chi phí mình đầu tư máy móc vô thì cái lợi nhuận mình sẽ tăng được cái nguồn thu nhập lên cho công nhân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 48 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu với dây chuyền thiết bị hiện đại và công suất chế biến khoảng 294.000 tấn mỗi năm. Để đạt mục tiêu hơn 1 tỷ đô la của ngành hàng trong năm 2024, địa phương xác định các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao là hướng phát triển chính, cùng với đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Căng thẳng trên Biển Đỏ làm cho giá cước vận tải tàu biển tăng gấp 2-3 lần tại một số thị trường lớn như là châu Âu và Mỹ. Các chuyên gia nhận định lạm phát toàn cầu có thể nghiêm trọng hơn nếu chi phí vận chuyển tiếp tục tăng, hàng hóa sẽ bị ùn ứ nghiêm trọng.
Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển hướng thị trường xuất khẩu để duy trì việc xuất khẩu, tạo công ăn, việc làm, tránh gián đoạn dòng chảy hàng hóa. Thị trường châu Âu và Mỹ chiếm đến 70% thị phần xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may này. Từ vài tuần nay, hàng hóa bị đình trệ, nhiều lô hàng đang phải đi đường vòng, khiến thời gian giao hàng bị kéo dài thêm 2 đến 3 tuần nữa. Chi phí cũng tăng gấp đôi. Dù rất tiếc thị trường trọng điểm, song doanh nghiệp buộc phải tính toán đến việc giảm bớt thị phần để tìm hướng đi mới. Đặc thù của ngành dệt may chúng tôi là hàng đi theo mùa vụ. Nếu mà đi mùa vụ thì chúng tôi phải đi máy bay. Mà nếu đã đi máy bay thì chi phí tăng lên khoảng 3 lần. Chúng ta có thể phát triển các thị trường Trung Quốc, hoặc là thị trường Nhật, thị trường Nga thì nó bớt ảnh hưởng. Một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, thủy sản Việt Nam đã có mặt tới hơn 170 quốc gia. Để không tồn ứ nguyên liệu đang vào mùa thu hoạch, các doanh nghiệp thủy sản đang phải nhanh chóng đàm phán, chuyển hướng sản xuất theo yêu cầu của các đối tác mới, chờ đợi căng thẳng lắng xuống để tiếp tục lộ trình xuất khẩu hoặc tìm cơ trong nguy. Chi phí vận tải nó tăng lên thì cũng có thể là sẽ có những thị trường họ sẽ bị thiếu hụt về vấn đề cái nguồn cung. Do cái vấn đề đó thì trên cơ sở mình cũng có thể là nếu được người ta sẽ bù đắp cái khoản đấy, đặc biệt là tận dụng những cái vị thế về mặt địa lý. Trước mắt với những lô hàng đã xuất đi, các doanh nghiệp tìm cách đàm phán với đối tác để chia sẻ một phần nào cước phí vận tải tăng mạnh. Về lâu dài, các hiệp hội ngành hàng cho rằng, trong bối cảnh bất ổn này, các doanh nghiệp phải tính toán lại việc ký kết hợp đồng, nhất là về vấn đề giá vận chuyển thì mới giảm thiểu được rủi ro khi đứt gãy chuỗi vận chuyển. Tách cái chi phí vận chuyển nó ra thành một cái chi phí riêng, chứ không có giao hàng cho khách theo giá ship nữa. Bởi vì giao cho giá ship nên là bao gồm luôn cái vận chuyển thì nói chung nó rất là nguy cơ trong cái tình hình hiện nay. Việc tăng giá cước vận tải đã từng khiến các doanh nghiệp xuất khẩu khốn đốn khi Covid-19 bùng phát. Đến nay, câu chuyện này một lần nữa khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Lúc này, cần có một giải pháp căn cơ, vì việc vận chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào hãng tàu toàn cầu để chủ động giảm thiểu rủi ro trong xuất khẩu sau này. Trong phần tiếp theo của bản tin, 1,5% dân số Việt Nam đang tham gia hiến máu tình nguyện, cung cấp 99% lượng máu cho việc điều trị, cứu chữa hàng triệu bệnh nhân. Thành quả của 30 năm phong trào hiến máu đã đi sâu vào cộng đồng. Ấn tượng 800 bà con kiều bào cùng nhiều bạn bè quốc tế tại Fukuoka, Nhật Bản thành công xác lập kỷ lục nhiều người mặc áo dài xếp hình bản đồ Việt Nam tại nước ngoài. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, chương trình Chủ nhật đỏ năm 2024 đang diễn ra từ tháng 11 năm ngoái đến hết tháng 3 năm nay tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Sáng qua, thành phố Cần Thơ đã phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng 2024. Với chủ đề Hiến giọt máu đào, trao đổi sự sống, chiến dịch diễn ra đến hết ngày 10 tháng 3. Dự kiến sẽ nhận được 7.400 đơn vị máu để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mở đầu chiến dịch hôm nay đã có trên 800 người đăng ký hiến máu, được bố trí tại hai địa điểm là Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Sau đó, tùy vào điều kiện thực tế, Hội Chữ thập đỏ sẽ tổ chức các buổi hiến máu để đảm bảo chỉ tiêu được giao, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay tại Việt Nam, 99% lượng máu cho điều trị là từ người hiến máu tình nguyện, chiếm 1,5% dân số. Kết quả khả quan này đạt được từ phong trào hiến máu nhân đạo trong 30 năm qua. Đặc biệt, phong trào đã trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần đảm bảo an toàn truyền máu cũng như cứu chữa hàng triệu bệnh nhân. 39 tuổi, anh Chiến đã có 170 lần hiến máu. Thủ ban đầu, anh tham gia hoạt động tình nguyện này theo phong trào của đoàn thanh niên cơ sở phát động. Nhưng nhiều năm nay, anh đã hiến máu định kỳ với tâm niệm đơn giản là đang có nhiều bệnh nhân cần. Mới đầu là hiến máu, sau đó mãi sau dần dần là đi hiến nhiều cầu. Có thể 3 tuần sau chị sang đây gặp em. Em cứ 3 tuần em đi mà. Nói chung là em thấy đi cái này nó có cái ý nghĩa. Những con người như thế đã thúc đẩy phong trào không chỉ phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều độ tuổi, mở rộng nhiều thành phần mà còn trở thành hoạt động thường xuyên. Sự chuyển dịch này khẳng định sự thay đổi về chất mang tính bền vững, đặc biệt là sự thay đổi nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện. Trước đây chúng ta gọi là phong trào hiến máu và bây giờ chúng ta đang chuyển dần sang gọi là hoạt động hiến máu, bởi vì hàng ngày trên toàn quốc chúng ta cần khoảng 5.500 người hiến máu và chính vì hàng ngày hàng giờ bệnh nhân rất cần. Chính vậy mà chúng ta sẽ xây dựng cái lực lượng hiến máu tình nguyện, hiến máu
nhắc lại hiến máu thường xuyên, và những người hiến máu sẽ có kế hoạch để chúng ta làm sao để có được cái nguồn máu thường xuyên cho cấp cứu và điều trị. Với tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%, lượng máu tiếp nhận năm vừa qua đã cao gấp 11 lần so với năm 1994, năm đầu tiên phong trào được phát động. Trong 30 năm qua, đã có hơn 21,3 triệu đơn vị máu đã được hiến tặng. Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào có sức sống bền bỉ, và thậm chí nó còn trở thành là hoạt động hiến máu thường xuyên của hàng nghìn, hàng vạn người. Và đó cũng chính là hành trình trao yêu thương, mang lại sự sống cho những người bệnh cần truyền máu. Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu thí điểm phố đi bộ đêm Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Đây là phố đêm thứ 9 của thành phố Hồ Chí Minh và là phố đêm đầu tiên của khu vực thành phố Thủ Đức. Khu phố đêm có chiều dài khoảng 465 m, kết nối từ trung tâm phường Thảo Điền tới khu vực công viên bờ kè sông Sài Gòn, với tổng mức đầu tư thí điểm là hơn 1,2 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Phố đêm sẽ thí điểm trong 6 tháng đến ngày 19 tháng 7 năm nay. Sau đó địa phương sẽ đánh giá nhu cầu của du khách, người dân, các yếu tố cần thiết để điều chỉnh, tăng hiệu quả hoạt động. Hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất. Đây là khuyến cáo được sân bay Tân Sơn Nhất đưa ra để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách chấp hành tốt các quy định về an toàn, an ninh hàng không để tránh làm ảnh hưởng tới giờ khởi hành của chuyến bay. Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục thuận lợi. Dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà ga nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có nhiều thời điểm nguy cơ bị ùn tắc cục bộ. Bởi vậy, hành khách có thể phải nhận hành lý chậm hơn bình thường. Thay đổi lớn trong xu hướng du lịch Tết năm nay, nhiều gia đình chọn đi du lịch trước Tết để có giá tiết kiệm hơn, tránh đông đúc thay vì đi trong hoặc sau Tết như mọi năm. Và để đáp ứng nhu cầu này, các tour tuyến du lịch ngắn ngày trước Tết đã được nhiều công ty lữ hành đưa ra nhằm thu hút khách hàng. Bình Dương, Bảo tàng Dược liệu, Lan Bưởi Tân Triều, tour bến Bình Đông, Phú Mỹ Hưng, bus 2 tầng. Đặc biệt hơn là du khách có thể đến với chợ hoa xuân nổi tiếng của Sa Đéc về vườn quýt hồng Lai Vùng đang vào mùa. 70% chùm tour cận Tết này đã được doanh nghiệp bán ra. Với xu hướng là muốn mua sắm một số đặc sản, sản vật. Và chúng tôi cũng nhắm vào cái nhu cầu đó để tổ chức lên những cái tour này. Chúng ta đi Sa Đéc, chúng ta có thể mua quýt hồng Lai Vùng về để trưng bày trong cái bàn thờ Tết của chúng ta, ví dụ chẳng hạn như vậy. Hoặc là chúng ta đi Đồng Nai, chúng ta có thể mua bưởi Tân Triều về trưng bày để thờ cúng tổ tiên. Các đơn vị lữ hành cho biết, với chi phí trọn gói ở mức giá tiết kiệm dưới 1,5 triệu đồng mỗi người, tour đi trong vòng 1 đến 2 ngày đang là điểm cộng với nhóm du khách thích sự khám phá, trải nghiệm không khí gần Tết ở các vùng miền đặc trưng. Giá thành của tất cả các dịch vụ trong hành trình nó cũng không cao. Thứ hai nữa là khi đi cái tour này, du khách có thể mua được ở tận nhà vườn những cái sản vật của địa phương và mang về để chuẩn bị cho gia đình mình trong cái mùa Tết với một cái giá rất là phải chăng. Và cái thứ hai nữa mà du khách sẽ được trải nghiệm, hoặc là cũng như là du khách sẽ được cái lợi thế, đó là mùa này mặc dù là cao điểm ở khu vực miền Tây, khu vực văn hóa Sa Đéc, nhưng mà nếu so với mùa Tết thì chắc chắn cũng sẽ không có đông bằng. Thời điểm này, các điểm tham quan tương đối vắng, du khách có thể tận hưởng không khí yên bình, cùng người dân địa phương trải nghiệm nét sinh hoạt đặc trưng, ngắm nhìn không khí các làng nghề tất bật chuẩn bị đón Tết, bởi lúc đó mới là thời điểm thú vị nhất của Tết Việt. Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê Hương 2024 được tổ chức tại Fukuoka, 800 bà con kiều bào cùng nhiều bạn bè quốc tế đã cùng nhau xác lập kỷ lục nhiều người mặc áo dài xếp hình bản đồ Việt Nam tại nước ngoài. Kỷ lục được xác nhận vào ngày 20 tháng 1 bởi Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu VietWorld, ghi nhận của phóng viên Ban truyền hình đối ngoại tại Fukuoka, Nhật Bản. Nhiều bà con đã có mặt từ rất sớm để tham gia hoạt động ý nghĩa này. Những cơn mưa nặng hạt không cản được dòng người đến công viên Tenjin Chuo ngày mùa đông. Không chỉ có những người Việt sống tại Nhật Bản, nhiều bạn bè quốc tế yêu Việt Nam cũng dành ra ngày nghỉ cuối tuần để góp sức tạo nên kỷ lục này. Tôi đã phải dậy từ 5 giờ sáng để bắt đầu từ Hiroshima đến đây. Tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi rất thích vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, nên khi biết có sự kiện là tôi đã đăng ký luôn. Hy vọng sẽ ghi lại được nhiều khoảnh khắc đẹp trong ngày hôm nay. Hàng trăm bộ áo dài có khối lượng lên đến nửa tấn được ban tổ chức chuẩn bị trong nhiều tháng và được vận chuyển cẩn thận từ Việt Nam sang Fukuoka. Người tham gia chỉ cần đăng ký trực tuyến, cung cấp kích cỡ mong muốn là có thể sở hữu một bộ áo dài hoàn toàn miễn phí. Tôi đến Việt Nam nhiều lần,
Tôi rất thích đất nước này nên tôi đã học tiếng Việt. Và đây là lần đầu tiên tôi được mặc áo dài. Dù là ban tổ chức phát miễn phí nhưng nó rất vừa vặn với dáng người của tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Hôm nay trời mưa, thì các bạn tình nguyện viên rất vất vả. Nhưng khi cộng đồng đến nhận áo dài thì rất niềm nở và với tinh thần lạc quan và vui vẻ. Thì ban tổ chức cũng thấy là rất vui và đã cảm thấy sự nỗ lực của bọn mình là có mang lại ấn tượng cho toàn thể cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Đúng 11 giờ, hình ảnh bản đồ Việt Nam hiện lên rực rỡ ở công viên Tenjin-chuo. Một kỷ lục mới đã được xác lập nhờ sức mạnh của cộng đồng người Việt tại Fukuoka. Đây là một cái kỷ lục rất là đặc biệt bởi vì là gần cái mùa xuân và đây là một cái lễ hội bà con người Việt để tôn vinh cái văn hóa Việt Nam, tôn vinh áo dài Việt Nam và tôn vinh cái tinh thần đoàn kết. Những tà áo dài tung bay ở Nhật Bản không chỉ là niềm tự hào của những người con đất Việt mà còn là cầu nối văn hóa cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia. Và sau đây là phần dự báo thời tiết cho các tỉnh thành ở Việt Nam cũng như một số nơi trên thế giới. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Để có thể theo dõi trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có trong kho ứng dụng Google Play và App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.